Xin chào tất cả mọi người, mình đến từ VV Beauty. Thì hiện tại như mọi người cũng đã thấy là mình đang đứng tại trước dự án Ecoline Riverside. Và mọi người, dự án của mình nằm trên đường Điện Biên Phủ. Mọi người có thể nhìn sang bên phía bên tay phải của mình là con đường Điện Biên Phủ nối dài ra quốc lộ 19B, là trục đường kinh tế kết nối với lại vùng Tây Nguyên. Và từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, sẽ đi xuống Quy Nhơn bằng quốc lộ 19B. Và dự án Ecoline Riverside mà hiện tại mà mình đang đứng ở đây thì nó sẽ gồm có là hai tầng, ở phía dưới là hai tầng shop house, và từ tầng 3 cho tới tầng 5 đó chính là nhà để xe, và từ tầng 6 cho tới tầng 27 đó là căn hộ dành cho cư dân sinh sống, và tầng 28 đó chính là vườn thượng uyển, là khu sinh hoạt cho cư dân gồm có vườn thiền, vườn yoga, vừa tiệc BBQ và khu vui chơi trẻ em. Xin mời mọi người hãy theo chân mình lên tham quan căn hộ mẫu và có thể tìm hiểu kỹ hơn về dự án Ecoline Riverside.